Em xin phép lại báo giá cho anh chị và các bạn những mẫu xe tại cửa hàng. Thì ngày hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị và các bạn tất cả những mẫu xe hiện tại đang còn tại Mạnh Dũng Auto. Thì cũng như là thời điểm cuối năm rồi thì xe vẫn về nhiều nhá, xe vẫn về đều và rất nhiều các mẫu cho anh chị và các bạn, tầm khuôn tiền từ hơn 200 triệu cho đến loanh quanh khuôn khoảng 500 quay về, số sàn và số tự động đầy đủ hết. Đấy, rất nhiều các mẫu xe, kể cả màu đỏ đây phía sau này, hôm nay thì gần như là chặt xe luôn. Đó, cũng như là có một vài con thì em cũng đã bán rồi, cũng đã đặt cọc và gần như là chuyển hết tiền rồi. Đấy, khách hàng vẫn đang gửi ở đây chờ ngày giờ đẹp để đánh xe về thôi. Đấy, xin chào bác Bình Oanh này, bác Thảo Nguyên Xanh, bác Lộc Văn Sơn, bác Nguyễn Văn Toàn. Thì các bác xem livestream thì nhớ chia sẻ cho em, đặc biệt là cái thời điểm này thì các bác mua xe giá đang giảm rất nhiều nhá. Giá đang giảm rất nhiều và rất nhiều chương trình khuyến mại cho anh chị và các bạn. Mấy hôm vừa rồi thì em bán gần như là hết xe luôn. Đấy, tuy nhiên thì cũng về rất nhiều để phục vụ sẵn những mẫu xe mà từ hơn 200 triệu cho anh chị và các bạn. Đây, những mẫu từ Vios 2019 này, Vios 2015, ASEAN 2011. Em đều, như ba con xe này em đều bán hết rồi. Khách hàng gần như đã đặt hết tiền, nhưng con 2015 này là ra tên rồi này. Ra tên rồi. Đấy, bao tên luôn. Cũng như là một vài mẫu i10. i10 một đầu bản hatchback thì hiện tại chỉ còn 2014 thôi. Ở 2017 thì em vừa mới ship vào trong Nghệ An, Hà Tĩnh. Tối ngày hôm qua 3 giờ sáng này bắt đầu đi. Đấy, khách hàng cũng không xem xe, gần như là chuyển tiền ra thì em đánh xe vào, giao xe tận nơi. Đấy, như bác giao xe còn chưa về cơ. Giao xe vào cho bác nhân dân tại Hà Tĩnh. Thì khi giao vào là bác nhận xe, kiểm tra xe, test thợ thoải mái. Sau đó là em lại cho người tháo biển mang về để bao rút hồ sơ. Xin chào anh Công Trí, bác Hoàn Đạt, bác Quang Dũng. Các bác thích mẫu nào thì cứ để lại comment cho em nhé. Vios bạc thì em đang có 2016, 2017. Đây, chiếc này là 2016 này. 2016 máy trắng nhá. Cuối 2016 đã lên máy trắng rồi. Giá chỉ còn tầm khuôn hơn 300 một chút thôi. Đấy. Corolla Atis 1.8 bản MT số sàn. Đấy, chia sẻ anh chị các bạn một con Atis hơn 200 triệu phân khúc C đây. Con xe này thì hôm nay em vừa dọn xong, căn chỉnh toàn bộ xe. Hôm trước là về nó hơi bị sộc sạch một chút, ba là sốc. Đó, em đánh bóng lại rồi, 2009 nhá. Con Atis này của em là 1.8 2009. Con xe này thì gần như là cực kỳ đẹp, zin hết cả xe luôn. Một con xe mà tầm khuôn hơn 200 triệu, chưa đến 300 triệu mà phân khúc C số sàn. Máy chấm 8 chạy cực kỳ thích, bản Toyota. Đấy, xe Toyota thì phải nói là quá bền, đồ đạc thay thế phụ tùng dễ dàng, rẻ tiền. Bản này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với số sàn 1.8 2009. Con này thì hồ sơ em rút rồi. Đấy, hồ sơ rút sẵn rồi nhá. Tất cả những mẫu xe nhà em trừ biển 20 và biển Hà Nội ra thì đều biển tỉnh khác em đều rút hồ sơ cầm tay hết cho anh chị và các bạn. Như hôm nay là em nhận cọc tiền con Vios 2019, nhận từ lúc sáng lúc trưa 10 giờ trưa. Nhưng mà hẹn khách hàng là sáng mai có biển. Sáng mai thứ bảy vẫn có biển nhá. Nhà em công an thì vẫn làm được sáng thứ bảy. Đấy, những khách hàng mà ở khu vực Thái Nguyên là bao tên chỉ trong vòng một ngày thôi. Đấy, một ngày thôi. Phía trên này thì còn rất nhiều Vios. Đợt này có 3 con Vios màu bạc 2016, 17 và 27 đăng ký 28 đây. 27 đăng ký 28. Hai con xe máy trắng và con xe máy đen. Đấy, tầm khuôn rẻ nhất thì con Ghét hơn 100 triệu. Đợt này thì xe màu đỏ lại khá nhiều. Xe màu đỏ khá nhiều nhá. Màu đỏ mận thì có Cerato, Hyundai Accent số tự động i10 2019 và Vios G 2010. Xin chào anh Hoàng Vinh này. Đấy, ở đây chia sẻ tới anh chị và các bạn con Vios G 2010 la răng tăm vô lăng méo. Một con xe mà loanh quanh hơn 300 triệu, số tự động, màu phong thủy biển Hà Nội. Đấy, biển Hà Nội thì anh chị và các bạn có thể để nguyên biển để chạy. Hoặc là nếu bác nào ở Hà Nội mua thì chỉ việc sang tên thôi. Đấy, một con xe mà gốc thủ đô, một con xe đẹp, keo chỉ máy số chuẩn zin, nồi đồng cối đá tiết kiệm nhiên liệu, bản số tự động nhé. Rất nhiều anh chị và các bạn đang tìm khuôn số tự động mà loanh quanh khoảng 300. Toán Minh chào anh, ok em chào anh, chào bác Tân Dương. Đấy, các bác thích mẫu nào thì nhớ chia sẻ livestream cho em. Chia sẻ livestream cho em thì sẽ được giảm giá. Em rất ưu tiên những khách hàng mà theo dõi fanpage. Đấy. I10 đợt này về nhiều này, I10 sedan màu bạc thì 25 bản đủ,
nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc, số sàn là răng đúc ABS. Như con này của em là 2015, bản đủ nhá, là răng đúc xi nhan gương, ABS đài nổ start top, cảm biến lùi, một con xe đẹp. Máy số keo chỉ chuẩn zin cho anh chị và các bạn test thợ hay test hãng thoải mái. Nếu phát hiện nhá, máy số không zin, keo chỉ không nguyên bản, đánh xe đến cửa hàng em hoàn lại đủ số tiền cho anh chị và các bạn nhá. Test thoải mái luôn riêng xe nhà em. Đây 2015 mà anh chị và các bạn nhìn cái vành vô lăng nhá, nhìn cái vành vô lăng từ những cái nút bấm này. Đấy, từ những củ số, những nút đề start top nó còn mới thế này. Sản xuất năm 2015 mà đầy đủ hết đồ chơi phụ kiện giải trí, màn hình Android 10 inch. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết. Nội thất thì nỉ nguyên từ nhà sản xuất, và ghế rất là căng như thế này. Đấy, những con nào mà chạy taxi dịch vụ rồi thì ghế nó sẽ rất mềm. Cái mềm nó nhăn gần như là rách luôn. Đấy, tuy nhiên thì đây con này ghế nó còn chưa bẩn. Đấy, rất là trắng và đẹp, căng. Gương kính chỉnh điện, gương cụp điện, máy số chuẩn zin. Con này của em còn chưa có video chi tiết. Đấy, con này vừa về, vẫn đang trong quá trình dọn, hôm nay mới chỉ gọi là căn chỉnh thôi. Đấy, hôm nay vừa mới căn chỉnh xong. Xe Accent số sàn 2019 bản đủ giá bao nhiêu anh ơi? Anh ơi, nhà em Accent số sàn bản đủ thì em đang có hai con, một con 2018 màu trắng và con 2019 màu đỏ. Đây con 2019 này vừa về, hôm nay thì vừa mới căn chỉnh thôi. Tất cả xe nhà em về đều được căn chỉnh ba là sốc. Những con xe kể cả những cái mép mí này nhá, đều phải khớp khít hết. Đấy, nhà em căn chỉnh đầu tiên sẽ là căn chỉnh kiểm tra gầm bệ, khung sườn, sau đó là bắn tỉa đánh bóng. Chia sẻ với anh con này là 2019 bản đủ, tích hợp vô lăng, đề nổ start top, màn hình zin theo xe. 29 đây. 29. Con này của em thì hơn 400 một chút thôi. Đấy, hơn 400 một chút. Con này thì em đang để giá công khai là 412 triệu. Nếu anh chị và các bạn nào mà mua trực tiếp qua livestream alo cho em thì đều được giảm giá và thương lượng rất là sâu nhá. 29 màu đỏ. Xin chào bác đại gia tiền lẻ này, bác Lê Dũng, bác Văn Trương, bác Phạm Hữu Giáp. Đấy, các bác thích mẫu nào thì cứ để lại comment cho em. Đây là con Accent 2019 màu đỏ. Con này của em thì ngoài 400 triệu. Còn dưới 400 triệu thì còn một chiếc 2018 màu trắng đây. Xin chào anh Xuân Hùng, con này của em là màu trắng nhá, biển 20. Đấy, những chiếc xe nhỏ của em mà biển 20 hay biển Hà Nội thì sẽ được giữ nguyên biển, còn tất cả các biển tỉnh em đều rút sơ sẵn cầm tay hết cho anh chị và các bạn. Về là chỉ việc đóng thuế là bấm biển thôi. Đấy, con này của em là màu trắng này, có hai con. Nếu các bác hợp màu nào thì tham khảo và có thể đưa ra sự lựa chọn nhé. Con này là màu trắng, táp ly vẫn nỉ nguyên này, bốn táp ly vẫn nỉ nguyên, vô lăng tích hợp, màn hình Android 10 inch rồi, trần nỉ bọc ni lông từ đầu, củ số còn bọc được bọc áo da bên ngoài này. Chủ cũ cực kỳ cẩn thận. Con này em còn sơn gầm chống rỉ rồi cơ. Đấy, con này sơn gầm chống rỉ. Con này em đang để giá 395 triệu. Nếu bác nào thiện chí alo cho em trực tiếp trong những buổi live stream này thì sẽ được bớt mấy triệu nhé. Tất cả các xe tại cửa hàng này đều được giảm giá từ 3 cho đến 10 triệu một xe cho anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bác thích mẫu nào thì cứ để lại comment cho em hoặc là alo trực tiếp qua số điện thoại cho em nhé. 0977004888. Đối với phân khúc B mà Hyundai Accent này thì cực kỳ nhiều option, từ tích hợp vô lăng này, gương kính chỉnh điện ABS, rồi là cổng sạc cúp lạnh đầy đủ hết. Đấy, con này là hai cổng 12V. Đấy, một cổng cắm USB và một cổng cắm tai nghe nhá. Trang bị đèn nổ start top. Đấy, phân khúc B nhưng mà khá nhiều đồ chơi phụ kiện, con này đang chạy 6,5 vạn. Chạy 6,5 vạn. 2018. Số sàn bản đủ. Đấy. Đấy, con này thì em dọn dẹp cực kỳ kỹ rồi, đánh bóng cả xe rồi, sơn gầm chống rỉ rồi, trang bị full đồ chơi option phụ kiện, biển 20 Thái Nguyên. Đấy, hai con Hyundai xe, một con màu trắng, con màu đỏ này thì vừa về, biển 12 Lạng Sơn. Đấy, đợt này em cửa hàng đang có xe nào 3, 4, 5 con màu đỏ. Con Vios G này thì bản la răng tăm vô lăng méo 2010, biển Hà Nội thủ đô. Con này thì ngoài 300 một chút, lốp dép mới cả dàn. Đấy, nội thất này cực kỳ đẹp luôn. Dũng Ngô chào anh nhé. Vâng, em chào anh. Xin chào bác Trần Mạnh. Đấy, các bác thích mẫu nào thì cứ alo cho em. Đặc biệt là tầm khuôn hơn 200 triệu thời điểm này thì các bác đang tìm mua nhiều này, về chạy Tết. Thời điểm này các bác mua riêng về đi Tết chúng ta đã lãi được ra 10 triệu tiền thuê xe rồi. Bởi vì là thuê xe thì cũng loanh quanh khoảng chục ngày, triệu một ngày thì đã mất 10 triệu. Tuy nhiên thì mua xe ở thời điểm này nhá, lãi ra 10 triệu tiền xe đi Tết rồi.
Và thời điểm này thì giá cực kỳ là ưu đãi cũng như là giảm giá sâu. Đấy, bản một đầu hatchback này chỉ còn duy nhất con 24 này nhá, 24. Con 27 thì em ship đi Hà Tĩnh xong rồi. Đấy, lái xe đang về rồi. Lên Vios 217 đi anh. Ok anh. Vios 217 của em thì sẽ có màu bạc 217 đăng ký lần đầu năm 2018 nhé. Đối với Vios 217 thì chắc chắn một điều là đã lên máy trắng rồi, bởi vì cuối 2016 đã là máy trắng rồi nhá. Đây, chia sẻ với anh con màu bạc này. 2016. Con này của em là 26 máy trắng này, cuối 2016. Khi lên máy trắng mà vẫn form này thì gần như là nó giống 2017 và đầu 2018 luôn. Một con xe bản E máy 1.5, đặc biệt là Vios nhà em chỉ làm bản E thôi nhá, 1.5 không làm bản thiếu. Con này lên được bộ da ghế 3D màu kem. Xe đẹp, vành vô lăng đẹp đầy đủ, màn hình con này em vừa lắp xong. Hôm trước về các bác nào mà xem ảnh rồi các bác biết con này là lúc về nó không có màn hình. Đấy, riêng xe nhà em thì trang bị đầy đủ đồ chơi màn hình hết. Đây, 368 triệu 2016. Nếu bác nào alo trực tiếp qua cho em qua buổi livestream để cho 365 triệu nhá. 365 triệu mà 2016 máy trắng rồi. Một con xe tư nhân chính chủ, hồ sơ đã rút cầm tay sẵn, con này biển gốc 36, một chủ từ đầu Thanh Hóa nhá. 2016 này. Còn đây 27 đây. 27 sản xuất 27 đăng ký lần đầu lăn bánh năm 2018, tức là ra 28 nó bắt đầu mới lăn bánh ra đường nhá. Đấy. Rồi. Con này của em là 27 đăng ký 2018 bản E số sàn. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Hồ sơ cầm tay sẵn cho anh chị và các bạn về chỉ sẵn đi thôi. Đấy, đối với bản máy trắng này thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với bản máy đen. Đây, cam hành trình đầy đủ hết này. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết nhá. Về các bác chỉ sẵn đi thôi, không phải làm bất cứ gì thêm cả. Đấy, toàn bộ vành vô lăng này, toàn bộ táp ly. Đây, máy em vẫn đang để nổ đây. Con này thì chủ cũ là may bộ màu nâu đỏ, trần thì vẫn nỉ nguyên bọc ni lông. Bởi vì là riêng Vios này thì từ mới nó sẽ là bộ nỉ nguyên nhá, nỉ nguyên. Đấy, da ghế này là do chủ cũ bọc vào. Các bác hợp màu gì các bác may bộ và ghế vào, bộ ghế nó chỉ loanh quanh khoảng 2 triệu cho đến 3 triệu bộ ghế da thôi. Đây, máy đây. Máy trắng nhá, máy chuẩn zin luôn. Đấy, máy chuẩn zin, nó xin chào bác Hoàng Việt Nam này. Đấy, con này của em là 27. Đăng ký lần đầu năm 2018 mới lăn bánh, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ gì. Đấy, không taxi dịch vụ gì nhá. Keo chỉ nguyên bản hai con màu vàng. 16 và 17 máy trắng. Còn 16 máy đen đây. 16 máy đen. 16 máy đen này thì rẻ hơn. 355 triệu. Nếu bác nào thiện chí alo cho em trực tiếp qua buổi livestream sẽ để cho các bác là 350 triệu, riêng con này em sẽ giảm 5 triệu nhá. Tùy từng xe, tất cả các mẫu xe tại cửa hàng đều được sẽ được giảm giá từ 3 cho đến 10 triệu. Đấy, giảm giá từ 3 cho đến 10 triệu. Con này là 2016, đầu 2016 nó vẫn là máy đen này. Đấy. Còn riêng màu đỏ mận thì phân khúc hạng C nhá, có Kia Cerato. Con Vios đỏ đời bao nhiêu bạn ơi? Anh ơi, con Vios đỏ của em là 2010 bản G anh nhá. Số tự động, xe đẹp, biển Hà Nội đấy, con đấy máy số zin luôn, keo chỉ nguyên bản, bảo hành luôn cho anh. Tất cả xe tại cửa hàng này đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ. Nếu phát hiện xe lỗi nhá, keo chỉ không nguyên bản, đánh xe đến em hoàn đủ tiền. Còn để sứt sát chuột choạt thì chắc chắn là xe nào cũng có sứt sẹo và sơn sơn tỉa đánh bóng rồi nhá. Đấy. Xe ô tô đỏ đây. Phân khúc hạng C, một chủ từ đầu. Con này thì hôm nay vừa mới sơn gầm chống gỉ và bảo dưỡng nội thất xong. Đây, vẫn bảo dưỡng bằng dầu bảo dưỡng này. Đấy, bóng nhoáng luôn, xe cực kỳ đẹp, màn hình zin theo xe. Cruise Control, loại này thì khá nhiều option rồi. Đấy, xe ô tô mấy hôm vừa rồi có mấy con trắng em bán gần như là hết rồi. Đấy, con này thì lên form mới, la răng phay sạc không dây nhá. La răng phay sạc không dây, đèn bi zin theo xe. Đấy, form form dáng đẹp, phân khúc hạng C, loại này thì về anh chị và các bạn chạy gia đình, chạy công việc hay là chạy dịch vụ xe hoa đều ổn. Với bản 1.6 MT này thì tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ chạy trung bình khoảng 7 lít 100 cây thôi. Đấy, 7 lít 100 cây thôi. 2018 nhá. Ở bên cạnh này là ASEAN 28. Con ASEAN này của em thì em đã quay chi tiết tổng thành cho anh chị và các bạn rồi. Lúc mua về nó là sơn zin cả xe luôn. Riêng con này chạy mấy năm rồi nhưng mà chưa thủng lốp, chưa vá lốp một lần nào. Đấy, dàn lốp vẫn zin theo xe, dự phòng chưa hạ, kích tiếp vẫn bọc ni lông nhá. Con xe nào? Con này em đang báo giá cho các bác công khai trực tiếp tại cửa hàng là 448 triệu. Nếu bác nào alo cho em thiện chí
trong buổi livestream sẽ để cho 440 triệu nhá, giảm luôn 8 triệu cho anh chị và các bạn. Đấy, các bác thấy là thời điểm này em giảm giá cực kỳ sâu. Những bác nào mà đến cửa hàng em thì biết nhà em báo giá công khai, đến thì chắc chắn là chỉ có lộc lá thôi. Đấy, nhưng tuy nhiên thì thời điểm này thì các bác cứ alo cho em, trả cho em một cái giá hợp lý, em sẽ chốt cho anh chị và các bạn một con xe về chúng ta phục vụ dịp Tết cuối năm này nhá. Xin chào bác Thiết Xuân này, bác Phan Quân, bác Nguyễn Văn Cảnh, bác Long Phan, bác Phạm Hưng. Đấy, còn Vios vàng cát thì đây. Con Vios vàng cát này của em 2018 biển 89 Hưng Yên, tư nhân chính chủ, bản E 1.5, màn hình giải trí Android 10 inch. Con này thì em đang để giá rất là rẻ, chưa đến 400 triệu. 395 triệu nếu bác nào thiện chí alo cho em trực tiếp trong buổi livestream này và gửi cọc cho em ngày mai đến xem, em sẽ để cho các bác là 390 triệu. Một con xe mà hồ sơ đã cầm tay sẵn và chỉ việc đóng thuế là sang tên thôi. Nếu các bác bận nhá, em vẫn hỗ trợ sang tên đổi chủ bao trọn gói cho anh chị và các bạn, kể cả các bác có ở trong khu vực miền Nam hay bất kỳ đâu cứ đâu nhá. Nhà em sẽ bao tên toàn quốc luôn. Đấy. 2018. Một xe đời rất là cao rồi, gần như là xe lướt rồi. Tư nhân chính chủ, biển 89 Hưng Yên, màu vàng cát. Rất nhiều bác vẫn thích form này hơn. Nếu các bác thích form mới, em có 18 form mới màu vàng cát nhá. Đó, chỉ loanh quanh khoảng trên dưới 400 thôi. Form mới thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm 400 trở lên đến 400 lẻ. Nhưng form cũ này thì thời điểm này thì sẽ là dưới 400 triệu. Nhưng con này công khai luôn, nếu các bác trực tiếp đặt cọc qua buổi livestream sẽ để cho 390 triệu. Đấy, 390 triệu. Nếu lên nhá, không ưng, em sẽ hoàn lại 100% tiền cọc, không trừ 1.000 nào của các bác nhá. Riêng xe nhà em mà các bác chưa xem xe nhá, chưa xem xe mà đặt cọc, đến em sẽ hoàn lại 100% tiền cọc nhá. Đây, em ghế này thì 2010. Con ghế này thì nhập khẩu la răng đúc rồi, màn hình Android. Đấy, màu xanh than. Tư nhân chính chủ, biển 88 Vĩnh Phúc. Ghế này là máy chấm mốt 4 máy, loại ghế này thì cực kỳ bền rồi. Đấy, quá bền và nồi đồng cú đá. Hơn 100 triệu. 2010. Còn đây Vios 2018 form mới đây. Hôm nay thì vừa nhận còng con 29. Khi bác đến xem xe, bác mặc cả luôn là em cần xe đi. Đấy, em muốn trong ngày mai phải có biển. Chấp nhận luôn, cửa hàng bảo hành luôn là sáng mai bấm biển mới. Nhưng ở Thái Nguyên là sáng mai bấm biển luôn, nhận trọn gói luôn, bao tên là đặt cọc từ lúc 10 11 giờ mới gửi hồ sơ đi cơ. Đấy, 11 giờ mới gửi hồ sơ đi. Nhưng sáng mai sẽ có biển mới rồi. Vios 2019. Đấy, form mới này thì em còn duy nhất con 2018. 2018 nhá. Bản 1.5 bản E số sàn. Trang bị thì quá nhiều đồ chơi phụ kiện rồi. Đèn LED ban ngày, đèn gầm, cụp gương. Đấy, màn hình giải trí Android 10 inch, la răng đúc lốp dép đẹp. Đã dọn dẹp kỹ, sơn gầm chống gì. Xem nào, con này em đang báo công khai cho các bác là 405 triệu. Nếu các bác thiện chí em sẽ để cho 400 triệu. Đấy, 400 triệu giảm luôn 5 triệu nhá. Giảm luôn 5 triệu. 2018. Con này thì nó sẽ lên được cái đèn LED này. Đèn LED ban ngày giống như bản G. Đấy, những cái độ mà độ giống theo bản bản nguyên gốc nhá thì vẫn khá bình thường nhá, vẫn khá bình thường. Như con này là cái đèn LED này bản G nó sẽ có. Đấy, thì độ thêm cái đèn này. Đèn gầm. Đầy đủ hết. Như một chiếc xe nếu mà nhìn bề ngoài giống như bản G luôn. 2018 bản E số sàn 1.5. Đấy, để cho anh chị và các bạn riêng con xe này để cho 400. Đấy, hôm trước chuyển về Lai Châu cũng vậy. Hôm trước là em chuyển về Lai Châu, khách hàng gần như không xem xe. Em viết giấy tờ, thủ tục chụp ảnh gửi, bảo hành luôn. Sau đó là các bác chuyển cọc là em vận chuyển xe đi. Tối ngày hôm qua cũng vậy. Tối hôm qua thì chuyển con i10 2017. Đậu chỗ này, con i10 2017 biển 20 của em ấy. Bản đít, bản đuôi cọc, bản hatchback. Em đã chuyển vào trong Hà Tĩnh rồi. Thuê người chuyển đi từ 3 giờ sáng. Đấy, thì trưa nay vào đến nơi, bác đã test và kiểm tra đến chiều đấy, bác đã chuyển tiền ra. Đấy, lái xe thì đang cầm biển và giấy tờ về để rút hồ sơ rồi. Chuyển gần như là hết tiền luôn, chỉ giữ lại vài chục thôi. Để khi mà mai kia có hồ sơ là bàn giao chụp ảnh, bàn giao hồ sơ là chuyển nốt tiền. Thủ tục rất là nhanh gọn, mua xe nhà em thì không bao giờ phải lo về chất lượng. Đấy. Hôm nay em có bán con i10 đen rồi nhá. Chiếc i10 đen 2016 của em bán rồi, em bán về cho anh em Bắc Giang. Anh em Bắc Giang thì cũng đi rất nhiều cửa hàng, đi Hải Dương, Hải Phòng. Nhưng không ưng được xe, qua cửa hàng em thì chốt ngay em i10 2016 màu đen. Đấy, bao tên luôn. Nhưng mà ở ngoài tỉnh, ngoài Thái Nguyên ra thì ngày mai thứ 7 chủ nhật. Ngày mai thứ 7 chủ nhật là
không ra tên kịp, thì hẹn khách hàng nếu mà ngoài Thái Nguyên là phải sang thứ hai nhé. Đấy, con này của em Atit đây, rất nhiều bác đang tham khảo con này của em, hơn 200 triệu. 285 triệu Atit 2009 1.8 bản G số sàn, một con xe đẹp, sơn hương ốp lát, tiếng nhỏ quá. Vương Anh, em sẽ cố gắng nói to hơn một chút. Đấy, con này của em là Atit 2009 đây. Đấy, máy số chuẩn zin, keo chỉ nguyên bản nhá. Lốp dự phòng này, tôn gầm này, kích tiếp đầy đủ hết. Con này thì em cũng dọn dẹp xong hết rồi. Sơn gầm chống rỉ rồi. Bản lề zin, keo chỉ không mất một phân nào nhá. Keo chỉ không mất một phân nào. Đấy, máy số zin luôn. Corolla Atit 1.8. Hơn 200 triệu. Một con xe mà tích hợp vô lăng này, tích hợp vô lăng, bánh vô lăng đây. Bánh vô lăng đẹp luôn. Đấy, bánh vô lăng đẹp luôn, toàn bộ táp ly này. Đấy, riêng Toyota từ Atit trở lên đến Camry là những cái táp ly này. Đấy, những cái phần yên ngựa này đã lên ốp giả vân gỗ rồi. Số sàn này. Đấy, số sàn 209, nhưng mà cái mặt số này nhá. Cái mặt số này của em nó là mặt số sơn lên. Con xe này nếu mà chạy nhiều nhá nó sẽ mòn hết. Các bác nào mà sử dụng loại lạnh rồi các bác sẽ biết. Bởi vì là nếu mà cái form như kiểu Vios ấy mà 2018 form cũ quay về, nó sẽ là số hằn xuống dưới. Đấy, in chìm thì nó sẽ không mất, nhưng mà riêng cái loại sơn đấy này nhá, chạy nhiều chỉ cầm một thời gian thôi nó sẽ bóng nhẫy mất sơn luôn. Con này các bác nhìn này. Đấy, củ số nó vẫn còn rất là đẹp. Đây, mặt táp lô đây. Atit nhưng mặt táp lô cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mặt táp lô này. Và toàn bộ nội thất ghế da xịn. Ghế da xịn rồi. Trần vẫn là trần nỉ nguyên. Đấy, vẫn trần nỉ nguyên. Máy 1.8. Cột kèo keo chỉ, máy số chuẩn zin. Máy đây. Đấy, máy đây. Con này của em thì đây, con này ngày mai phải cho đi sơn gầm chúng gì, con này còn chưa sơn gầm. Con này mới dọn được đánh bóng và ngoại thất thôi. Đấy, pha đèn này. Đèn gầm này. Toàn bộ thân vỏ, con này em còn chưa dọn nội thất khoang máy mà nhìn nó đã mới như thế này rồi nhá. Mới này rồi. Đấy, ngày mai em sẽ dọn dọn toàn bộ gầm, nội thất và khoang máy. Đây, la răng không còn một vết sứt này. Đấy, lốp dép đẹp. Đây, tất cả những mép mí ba là sốc trước sau đều khớp khít hết rồi nhá. Toàn bộ. Một con xe mà hơn 200 triệu, 2009, Toyota phân khúc C. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0977 004 888 hoặc 0975 772 555. Các bác muốn trao đổi, muốn đổi các hay muốn bán xe hay ưng chiếc nào, cứ alo cho em sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho anh chị và các bạn để lựa chọn một con xe đẹp. Đấy, con xe này thì em biết là rất nhiều bác đang thích đây. 2010, màu đỏ, la răng tăm, biển này còn được biển Hà Nội. Đấy, biển Hà Nội luôn. Đấy, la răng này gần như là không một vết sứt luôn. Keo chỉ cột kèo nội thất cực kỳ đẹp nhá. Nội thất cực kỳ đẹp, số tự động. Xin chào bác Hà Quang Huy này, bác Nguyễn Ly, bác Triệu Tấn, bác Tâm Công Tử. Đấy, các bác thích mẫu nào thì cứ để lại comment cho em hoặc là alo trực tiếp cho em nhá. Đây, toàn bộ nội thất này, má ghế này. Đấy, bản G, sản xuất năm 2010, keo chỉ cột kèo máy số chuẩn zin. Toàn bộ táp ly này, cực kỳ đẹp nhá. Táp ly, độ sần táp ly này. Đây, toàn bộ táp ly. Toàn bộ những cái nút lên xuống kính này. Đấy, con này thì hôm nay em cũng mới dọn một phần sơn và đánh bóng xong. Mới đánh bóng xong. Còn chưa dọn khoang máy, chưa sơn gầm chống gì cơ. Đấy, riêng xe nhà em thì phải dọn mất 1-2 ngày. Dọn chi tiết tổng thành đây, máy này. Máy zin luôn nhá, máy zin khô đét luôn. Đấy, toàn bộ ốc cabo này. Toàn bộ ốc cabo, vần riêng phần nỉ cabo này. Đấy, thời điểm này thì đối với loanh quanh khoảng 300, hơn 300 triệu mà muốn tìm một con số tự động sedan, mà lại muốn tìm phân khúc B trở lên, thì đây là sự lựa chọn hợp lý nhất. Một con Vios cực kỳ bền. Nồi đồng cối đá các bác có thể là riêng hộp số loại này thì không bao giờ chết. Đấy, còn thích màu đỏ, đỏ mận nữa đây. Con này của em là Accent 2019 nhá. Con này đời rất cao. Biển 12 Lạng Sơn. Con này thì trang bị đèn bi giải led ban ngày, đèn liếc, đèn nổ start top, cảm biến lùi. Đấy, form dáng thể thao, cốp lạnh, cửa gió, điều hòa sau đủ hết rồi. Táp ly này, táp ly nỉ nguyên còn chưa cả bẩn nhá. Con này em chưa dọn dẹp được cái gì luôn. Sơn xi vẫn zin. Sơn vẫn zin như thế này nhá. Đấy, mới chỉ căn chỉnh ba là sốc trước sau thôi. Màn hình zin theo xe này. Đấy, toàn bộ mặt táp lô đây.
Một con xe mà phân khúc hạng B, xe đẹp. Khóa này. Đấy, nội thất đẹp, 2019 bản lề này. Bản lề. Xin chào bác Trần Tuấn Anh này. Đấy. Con này thì em đang để giá công khai trực tiếp là hơn 400 triệu. Nếu bác nào thiện chí alo cho em để giá cực kỳ yêu thương luôn nhá, cực kỳ yêu thương luôn. Đấy. Con 2019 này là hôm nay chốt cho anh Gai là sáng mai là phải có biển đây. Đấy, bàn giao xe anh bởi anh đang cần xe để đi về quê và đi lại luôn. Đấy, anh có xe anh bán rồi. Đấy, anh đang chạy i10 mới hơn 2 vạn nhưng anh bán đi để đổi sang Vios phân khúc cao hơn. 2019. Con này thì em để anh hơn 400 triệu bao tên sáng mai có biển. Đấy, ASEAN 211 đây. ASEAN 211 này cũng bán rồi này. Đấy, rất nhiều bác thích con này của em, 5-6 bác này mua 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 lỡ con này. Bởi vì con này em đang dọn vẫn đang ở trên cầu. Gần như là tháo toàn bộ trực tiếp hết lốp dép ra, nhưng mà khách hàng lên là không cần chạy thử, chuyển tiền ngay. Đấy, cọc ngay công chứng để nguyên biển Thái Nguyên để chạy. Con này thì em bán ngay về Phổ Yên thôi. Đấy, 2011 bản nhập khẩu nhá. Con này hơn 200 triệu lại chạy thích lắm. Còn 2015 này thì trả gần hết tiền rồi, bao tên. Đấy, cũng về Thái Nguyên luôn. Xin chào bác Đào Cảnh Nhàn này, anh Trọng Ngô. Đây một con xe hơn 200 triệu nữa, i10 2014. Con này của em là 24 nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc. Số sàn bản đủ, bản hatchback. Con này thì đài nổ start top, cảm biến lùi, gương kính chỉnh điện, gương cụp điện. Đấy, nội thất đẹp, biển gốc 19 Phú Thọ, một chủ từ đầu. Hồ sơ cầm tay sẵn, loại này thì về thuế nó rẻ lắm. Con này thì thuế loanh quanh hơn 4 triệu thôi. Hơn 4 triệu. Đấy, con này thì em đang để giá là 229 triệu. Nếu bác nào thiện chí alo cho em ngay trong buổi live stream mình chỉ còn 225 triệu thôi nhá, giảm luôn 4 triệu. 225 triệu mà hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Về chỉ việc đóng thuế, loại này đóng thuế rất rẻ, hơn 4 triệu là ra tên luôn. Đấy, có thể nhận luôn 4 triệu ở bao tên luôn cho khách hàng. Đấy, riêng con này. Nếu bác nào thiện chí em bớt luôn cho tiền tên nhá. 229 triệu là bao tên luôn. Còn i10 sedan 25 màu vàng. Con này thì bản đủ la răng đúc. Em vẫn còn mấy con đang đi dọn, còn một con i10 2016 bản tiêu chuẩn nữa cơ. Sedan, một con xe đẹp mà giá cũng chỉ loanh quanh hơn 200 triệu. Đấy, con này của em nó là bản đủ này. La răng đúc. Đề nổ start top, bộ ghế nỉ nguyên. Vô lăng tích hợp, nút đề nổ start top 25 mà các bác nhìn nút đề nổ này, mới cứng luôn. Đấy, nút đèn nổ nó phải mới thế này. Con này thì lên được bộ màn hình giải trí Android 10 inch rồi. Trần nỉ nguyên, tư nhân chính chủ. Đây, la răng đúc nguyên bản nhá, toàn bộ áp phanh này. Đấy, toàn bộ áp phanh, tất cả những mép mí ba sốc đã căn chỉnh và bắn tỉa sơn đánh bóng rồi. Con này ngày mai cũng cho đi sơn gầm chống rỉ. Đợt này thì sẽ dọn mấy con sơn gầm chống rỉ. Xong là ngày mai, loanh quanh của chiều mai là xong hết, gần như là xong hết. Thì các bác cứ đến trực tiếp cửa hàng, thích con nào thì alo cho em 0977 nhá, 004888 sẽ được một cái giá yêu thương. Đây 26 hơn 200 triệu đây. Đấy, hai con i10 màu vàng, form dáng như nhau. Đối với cái form này thì từ 2014 đến 2016 nhá. Thi thoảng có một con 2017 form cũ này vẫn là xe nhập, tất cả từ 2014 đến 2016 đều là xe nhập hết nhá. Khi lên form mới nó mới là bản Việt Nam. Đấy, khi lên form mới thế này nó mới là bản Việt Nam này. Con này của em là 2016. Con này đẹp này. Đấy, để kiếm được con i10 mà vành vô lăng như thế này thì cực kỳ hiếm. Đối với bản tiêu chuẩn này thì vẫn là đề chìa nhá. Vẫn là đề chìa, củ số nó vẫn còn sần luôn. Củ số vẫn sần luôn. Nội thất thì nội thất da rồi. Da hai màu. Đấy, 2016 này. Máy số chuẩn zin, con này chạy cực kỳ thích. Cam lùi, cam hành trình thì đầy đủ hết rồi. Về là chỉ sẵn đi thôi. Đấy, về sẵn đi thôi, riêng xe nhà em nhá. Bảo hành luôn cho các bác bằng văn bản giấy tờ. Nếu phát hiện máy số không zin, keo chỉ không nguyên bản, đánh xe đến cửa hàng hoàn đủ tiền, không cần phải đánh xe đến, cứ để nguyên tại sân. Đấy, là em sẽ đến đánh về. Đây, cam hành trình này, đầy đủ hết. Cam hành trình, cam lùi. Đây, cam lùi, nét căng luôn. Tầm 200 thì mua được Morning hay i10 đời bao nhiêu bạn? Anh ơi, nếu mà tầm 200 thì thực ra thì các bác cứ theo dõi cửa hàng em thì các bác biết rằng là Morning nhà em lại không làm. Morning nhà em thì thi thoảng mới có từ đời 16 đổ lên thôi, 15 quay về gần như là không có nhá. Đấy, nếu mà tầm 200 triệu thì anh nên mua một con i10.
i10 mà vọt 200 triệu một chút, nó sẽ rơi vào khoảng khung 220, 221, 220. Mua một con i10 2014 hoặc là một con sedan 2015 bản tiêu chuẩn thì tầm khuôn tiền hơn 200 triệu, nó loanh quanh khoảng 230 quay về nhá. Thì lấy i10 vẫn hơn, nó sẽ là bản nhập khẩu. Bởi vì là Morning thì gần như là nó chỉ nhập đến 2011 thôi. Thi thoảng mới có 12, 13 Morning nhập, nhưng mà loại đấy thì giá nó cao lắm. Nếu mà Morning mà 13 mà xe nhập thì nó là số tự động. Loại đấy thì loanh quanh nó vẫn phải là ngoài 300 triệu. Nếu tầm 200 mà lấy một con i10 như thế này, như con xe này. Và chạy cực kỳ tốt. Nó là bản nhập ấn nguyên chiếc nhá. Nhập toàn bộ cả con luôn, tất cả gầm bệ, nội thất, tất cả phụ kiện trên xe này là bản của ấn hết. Đấy. Như con này của em là như em vừa chia sẻ. Đây, giá công khai của em trực tiếp tại cửa hàng là 229 triệu. Nếu anh thiện chí alo cho em, theo dõi buổi livestream riêng anh Tâm Công Tử là em biết là bác theo dõi cửa hàng em cũng khá lâu rồi, gần như là những bác khách hàng theo dõi gần như em vẫn nhớ nhá. Đấy thì em sẽ để cho anh là 229 triệu, bao tên luôn. Chọn gói chỉ việc lăn bánh riêng con xe này, nhận xe, nhận đăng ký là 229 triệu về chỉ sẵn đi. Không phải làm bất cứ gì thêm cả, dầu mỡ cửa hàng thay trực tiếp, kiểm tra toàn bộ khung sườn gầm bệ. Có những khách hàng mà mua nhà em đến 3 4 tháng rồi, nhưng mà bảo là hôm nay có một anh mua nhà em cũng phải đến chục ngày, hơn chục ngày rồi, nhưng hôm nay đánh qua bảo là hôm trước có cái đèn trần nó mất. Đấy, em vẫn thay toàn bộ bóng đèn, nói chung là loại lặt vặt mà 100-200 nghìn thì các bác cứ qua cửa hàng nhé, bất cứ lúc nào, kể cả mua xe nhà em hàng năm, bởi vì là những cái loại bóng đèn hay dây dợ thì nhà em nhiều lắm. Nói chung là làm cho khách hàng thì không, không lấy tiền luôn nhá. Đấy, những bác ở gần thì rất chi là được lợi hơn những bác khách hàng ở xa. Đây, như con này của em 229 triệu em sẽ bao tên cho anh về chỉ việc đi thôi. Một con xe mà biển gốc 19 Phú Thọ, bản nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc, đèn ổ start top, gương kính chỉnh điện ABS đầy đủ hết. Đấy, ABS đầy đủ hết nhá. La dương đúc, xi nhan gương, máy đây. Máy zin luôn. Đấy, máy chưa hạ nhá, máy còn chưa hạ. Keo chỉ nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, toàn bộ máy này. Đây, toàn bộ khoang máy, đầu giằng, tai đèn. Đấy, 2014 nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc. Riêng i10 này thì nhập đến 2016 cơ. Đấy, sang 2017 nó mới là bản Việt Nam. Thế nên là tầm khuôn loanh quanh khoảng 200, hơn 200 thì vẫn lấy i10 vẫn hơn nhá. Lấy i10 vẫn hơn. Đấy, như con này của em nó là 2015 nhưng bản sedan chấm 2. Con này nhập khẩu, con này giá nó cao tiền hơn này. Đấy, giá nó cao tiền hơn một chút. Nhưng mà bản sedan máy 1.2 loại này thì cốp dép nó rộng hơn. Đấy, về các bác ví dụ mà công việc rảnh rơi mà ai gọi mà đi khách thì cốp cáp rộng để được nhiều đồ hơn cho khách nhá. Đấy, còn 2010 bản G tự động đây. Nhưng con này thì chắc là cũng chỉ một sớm một mai là có khách lấy thôi. Đấy, bác nào nhanh tay thì lựa chọn con này, nếu mà tìm số tự động tầm khuôn 300, hơn 300 các bác cứ tham khảo nhá. Riêng giá rẻ thì không bao giờ có hàng tốt. Rồi, hôm nay có bác gọi điện cho em bảo là tìm đến mua một con Vios 2011. Khách hàng chủ bán người ta báo là bản E. Nhìn trên trên đuôi xe là vẫn dán bản E nhá, nhưng mà 230 triệu. Thì khi đến nó lại là bản limo, taxi dịch vụ. Bởi vì nó tầm tiền hết, nếu mà 2011 mà số sàn nhá, nó sẽ rơi vào loanh quanh khoảng 240, 250 mới là xe đẹp được. Còn nếu khoảng 220 hay là khoảng 200 đến 190 thì chắc chắn là limo luôn, chắc chắn là limo luôn. Đấy, hoặc là giá có thể rẻ hơn 2 30 nhưng mà nó sẽ là xe lỗi đã qua taxi dịch vụ. Hôm trước nhà em vừa về một con Vios 2011 số sàn. Đấy, em về nhưng mà gần như là không còn không kịp cả chụp ảnh. Mất cái tầm khuôn tiền mà hơn 200 triệu loanh quanh khoảng 250 thì cái thời điểm này đang rất nhiều bác khách hàng đang tìm về để đi Tết, bởi vì là tầm thời điểm này mà các bác mua là đã lãi được ra 10 triệu tiền có xe đi Tết rồi. Riêng các bác có bảo là ra riêng thì có thể là giá ra riêng ngày rộng tháng dài giá nó rẻ hơn, nó sẽ không rẻ hơn đâu nhá. Thời điểm này mới là đang là thời điểm rẻ nhất này và đang được lợi nhiều nhất, bởi vì là các bác thứ nhất là có xe đi Tết không phải thuê là đã để ra được 10 triệu rồi, bởi vì thuê xe bây giờ thời điểm này nó sẽ rơi vào 1 triệu một ngày. Đấy, mà khi mà chạy xuất sát chuột choạt mình còn phải là xử lý. Đấy, tuy nhiên thì xe của mình rồi thì mình đi Tết đẻ ra được nguyên 10 triệu tiền để đi Tết rồi nhá. Nếu mà thời điểm này thì giá gần như là xe mới nó khuyến mại nhiều, xe cũ cũng giảm giá và rất nhiều chương trình khuyến mại. Đấy, riêng anh chị mua nhà em thì tất cả mẫu giá giá xe thời điểm này đều được giảm từ 3 đến 10 triệu một xe nhá.
rất nhiều những bác khách hàng mua thời điểm này giá cực kỳ yêu thương. Thời điểm trước gần như là đến cửa hàng xem xe chạy thử rồi, nhưng giá đấy em không bán. Tuy nhiên thời điểm này nhá, các bác cứ thiện chí đến trực tiếp cửa hàng thì gần như là chắc chắn sẽ mua được xe. Riêng xe nhà em khẳng định luôn về chất lượng. Đấy, toàn bộ nội thất đây, một con xe phân khúc hạng C, full đồ chơi phụ kiện option, tích hợp vô lăng, điều chỉnh âm thanh, cruise control, chế độ ga tự động. Đấy, cốp dép đẹp. Loại này thì quá đẹp luôn. Và chạy gia đình, chạy công việc hay là chạy dịch vụ xe hoa đều ổn, màu đỏ mận. Phân khúc C con này một chủ từ mới nhá, một chủ từ đầu, mua mới từ hãng luôn. Đấy, mới chạy có 6 vạn 6, không mất một phân keo chỉ nào, máy số chuẩn zin, hai cổng sạc 12V, một cổng USB, một cổng tai nghe và đặt điện thoại ở đây nó sẽ là sạc tự động luôn, chỉ cần để điện thoại vào đây thôi. Đấy, sạc không dây. Của số này. Cốp dép này. Đấy, cốp lạnh luôn nhá. Trang bị cốp lạnh luôn. Xin chào anh Tiến Dũng này. Đấy, bác Xuân Hoàng, anh Duy Hoàng, bác Tài Triệu, bác Nguyễn Văn Trung, bác Đông Phương. Đấy, các bác thích mẫu nào thì cứ để lại một cái comment cho em hoặc là gọi qua số điện thoại cho em nhá. Đấy, gần như là giá sẽ cực kỳ yêu thương luôn. Toàn bộ tabli cửa lái này, để một con xe đẹp nó sẽ đẹp tổng thành từ ngoại thất nhá, cho đến cả những cái tabli. Nếu sử dụng nhiều nhá, nó nhẵn hết cái tabli này là cái thứ nhất. Thứ hai là sẽ bay màu hết cái phần tay nắm mở cửa ra. Cái loại cửa lái này thì chắc chắn là mở liên tục rồi. Đấy, bởi vì muốn lên xe, muốn lái được xe thì đều phải mở cái cửa lái ra trước, kể cả đi một người, không cần biết đi bao nhiêu người nhá. Đấy, toàn bộ những cái nút bấm này vẫn còn nét nguyên, gần như là không mòn luôn. Đây, nó là một chủ từ mới. Khi các bác nhìn tổng thành một con xe mà nó đẹp từ ngoại thất, đẹp tất cả những chi tiết từ vô lăng, củ số, táp ly, sơn nhựa, thân vỏ, là chắc chắn một điều là máy sẽ ngon. Trừ phi là máy không zin ngập nước thì phải chịu thôi. Đấy. Đấy, riêng ngập nước thì nó sẽ ra máy, gần như là nó sẽ hỏng hết tất cả phần điện. Nếu mà xe ngập nước nhá, nó sẽ chết hết toàn bộ điện và sẽ báo check liên tục. Đấy, loại máy số zin luôn, 2018. Một con la răng phay, sạc không dây, form dáng đẹp, một chủ từ mới, biển 36 Thanh Hóa đây. Đấy, toàn bộ đèn bi này, đèn led ban ngày, form dáng đẹp nhá. 2018 Cerato, con này thì hơn 400 triệu. Con này em đang để giá công khai trực tiếp cho anh chị và các bạn là 432 triệu. Nếu các bác thiện chí alo cho em sẽ để cho các bác là 425 triệu. Đấy, giảm luôn 7 triệu, giá quá yêu thương cho bác nào mà đang theo dõi nhá. Riêng giá của em báo trực tiếp chỉ báo trên livestream thôi, còn các bác đến trực tiếp cửa hàng thì gần như vẫn là cái giá công khai này nhá. Em mang nào mà thiện chí con nào thì alo ngay cho em, ví dụ nhắn tin cho em hẹn ngày mai đến xem chạy thử, ưng là lấy xe thôi. Bởi vì những chiếc xe mà ví dụ ba cái dàn trong cửa hàng này thì đều dọn hết rồi, sơn gầm chúng gì hết rồi, từ trừ những mẫu đằng sau vẫn đang dọn thôi. Đấy, còn loanh quanh khuôn mà hơn 100 triệu lấy con ghế này. Anh em thời điểm này vẫn xe đang về. Đấy, đây em đang thuê một lái xe taxi đi lấy một con i10 màu trắng 2015 nhá. Đấy, sáng mai là sẽ về một con i10 sedan màu trắng bản đủ 2015. Chỉ loanh quanh hơn 200 triệu. Bản đủ của i10 thì sẽ là đề nổ start top, xi nhan gương, la răng đúc. Đấy, dàn này của em đây, i10 vẫn còn hai con sedan đời cao này. Đấy, đời cao form mới. Một con 2017 và một con 2019 nhá. Con đỏ này là 29. 29 thì nó quá mới rồi. Đấy, lốp dép đẹp. Đây, đèn con này nó vào cái bóng led này, bóng này cực kỳ sáng luôn. Đấy, đèn gầm bi. Sơn zin thì còn nhiều. Con này em đang để giá là 338 triệu. Đấy, bác nào mà theo dõi livestream thiện chí em để cho 330 triệu giảm luôn 8 triệu. Đấy, chưa cần mặc cả giảm luôn được 8 triệu rồi. Đấy là chưa mặc cả nhá, chỉ cần theo dõi livestream. Đấy, theo dõi cửa hàng và chia sẻ cho em, alo ngay cho em, giảm luôn 8 triệu, đấy là còn chưa mặc cả. Rồi, còn các bác đến xem xe thì vẫn sẽ có lộc lá 330 triệu. Trong buổi livestream này, một con i10 2019 sedan hai đầu máy 1.2, đồ chơi phụ kiện giải trí thì full hết rồi. Đề nổ start top, tích hợp vô lăng, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết, mới chạy có mấy vạn cây số, xe nó quá mới luôn, ngồi bên trong gần như vẫn còn mùi mới, da ghế căng đét này. Là ghế căng đét. Xin chào anh Trần Văn Mậu này, bác Hà Nguyễn, bác Anh Hoàn, bác Đạt Đạt, đấy, bác Tiến Dũng. Đây, i10 29 nhá.
Cái loại i10-29 này thì chỉ cần một chạm là nổ thôi. Đây, em chỉ cần một chạm là nổ nhá. Đấy, chỉ một chạm là nổ, chạy 3.6. Màn hình Android, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết. Riêng loại bản đủ của sedan nó sẽ là cam lùi zin theo xe nhá. Cam lùi zin theo xe. Đấy, cam lùi zin theo xe. Con này nó cả cam hành trình rồi đây. Cam hành trình hết rồi. Vô lăng đây. Em bật cái đèn trần lên. Đấy, vành vô lăng đây. 29. Con xe đời rất là cao, chạy 3.6. Da ghế đã mọc da xịn rồi, loại da xịn này. Cứng đét luôn. Đấy, toàn bộ mặt táp lô đây. Mặt táp lô đây nhá. Xin chào anh Lê Nam này, bác Ngọc Anh. Đấy, toàn bộ mặt táp lô này. Xe không taxi dịch vụ gì, mới chạy có mấy vạn cây số. Toàn bộ táp ly đây. Toàn bộ gương kính chỉnh điện, gương cụp điện này. Đấy, gương cụp điện tự động luôn. Đây, máy nổ thì thầm nhá. Máy nổ người ngồi trong xe gần như không biết. Nếu mà chỉ cần để nổ 5 phút nữa thôi, máy nó nóng lên nó nổ im nhá. Đi qua không biết xe đang nổ luôn. Một chạm là nổ, một chạm là tắt. Chỉ một chạm thôi, không bao giờ đến chạm thứ hai. 2019. Màu đỏ, con này thay dầu mỡ thay hết rồi. Và chỉ việc sẵn đi thôi này, không phải làm bất cứ gì thêm nhá. Đến cửa hàng là trả tiền là đánh xe về luôn. Đấy, hồ sơ cầm tay sẵn. Còn bên cạnh đây là màu trắng. Màu trắng này thì 27. Con này thì em đang để giá là 312 triệu. Thì bác nào thiện chí alo cho em sẽ giảm luôn 5 triệu nhá, giảm luôn 5 triệu. Đây, form mới. Con này thì nội thất nó vẫn zin. Nội thất nó vẫn zin là nội thất nỉ. Một chủ thứ mới biển 12 Lạng Sơn. Mua mới từ đầu. Đấy, riêng loại xe sử dụng một chủ từ mới này thì rõ ràng về chủ nhá, xem được rõ luôn. Trên đăng ký không cần biết là xe là mấy chủ, chỉ cần nhìn trên đăng ký một chủ là sẽ biết được chủ cũ là nam hay nữ và ở đâu. Chi tiết nguồn gốc con xe này luôn nhá. Đấy, 2017 form mới biển 12 Lạng Sơn. La răng đúc đề nổ start top xi nhan khương loanh quanh khoảng 300 hơn một chút. Hồ sơ cầm tay sẵn. Và chỉ việc đóng thuế là sang tên thôi. Loại i10 này thì đóng thuế nó cũng rẻ. Đời cao này cũng chỉ loanh quanh khoảng 5 triệu, 6 triệu. Cửa hàng có thể nhận 5, 6 triệu là bao tên cho khách hàng luôn. Đấy. Ghét em xem qua anh ơi. Huy Giang, ok anh, ghét đây. Con ghét này thì em vẫn đang để đi công vụ. Loại này thì ăn xăng như ngửi. Đấy. Loại này mà đổ 200 nghìn vào chạy mệt luôn. Máy 1.1, 4 máy nhá. Nội thất đẹp, màn hình Android. Mới in luôn. Đấy. Con này gầm bệ chạy cực tốt. Đây, màn hình Android mới in rồi. Con này chủ cũ luôn, làm nhà nước công an đây này. Đấy. Cổ số này. Cổ số này, cực đẹp luôn. Xin chào anh Nguyễn Chiến này. Đấy, con ghét đây nhá, toàn bộ mặt táp lô đây anh ơi. Đấy, toàn bộ mặt táp lô này. Gương kính chỉnh điện. Màu xanh than, loại này màu này thì nó sạch. Trần thì vẫn trần nỉ nguyên. Riêng rồi với dòng ghét này nó cũng có 3 phiên bản. Một con bản thiếu, một con bản trung và bản đủ nhất. Bản trung là như thế nào? Bản trung là nó chỉ có một đèn trần thôi. Đấy, bản trung nó có một đèn trần trước này thôi. Nó vẫn có bóng khí nhưng nó chỉ có một đèn trần. Bản đủ nhất là hai đèn trần nhá. Hai đèn trần bóng khí, còn bản thiếu nó sẽ không có bóng khí nhá. Bản thiếu không có bóng khí mà cái vành vô lăng nó sẽ khuyết mất cái phần nhọn ở dưới này. Đấy là bản thiếu không có bóng khí. Đấy, đây tất cả những cái phần mạ bạc trên táp ly này và trên táp lô. Sần nguyên luôn, con này em vẫn đang để đi công vụ bởi vì là nó chạy quá ít xăng và gầm bệ chạy cực kỳ tốt nhá. Gầm bệ chạy cực tốt. Nếu mà để nói hơn 100 triệu, dòng ghét này vẫn là chạy đỉnh nhất. Bởi vì nó rộng, thứ nhất là rộng rãi, thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu và nó là xe nhập. Đó, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 2010, đời cuối cùng của Hyundai Ghét. Nó lên được bộ la răng đúc rồi, lốp dép đẹp cả dàn. Biển 88 Vĩnh Phúc, loại này thì mua về là cái tầm khuôn tiền dưới 200 này để nguyên biển chạy. Chỉ là công chứng thôi. Trừ phi các bác ở trong Nam thì mới phải ra biển. Nhưng mà ở khu vực ngoài Bắc này thì cứ để nguyên biển này. Với cái tầm khuôn tiền này thì cần công chứng. Mà sang tên thì nó cũng rẻ. Mấy triệu bạc là sang tên. Nếu mà hợp số tự động mà hơn 400 triệu lấy con này là hợp lý nhất. Con này nó quá đẹp. Một con xe màu đỏ mận mà ASEAN 28 nhá. Loanh quanh khoảng hơn 400 triệu. Xe nó quá là mới. Lốp dép theo xe cả dàn. Dự phòng chưa hạ. Kích tiếp vẫn bọc đi lông. Đấy. Bởi vì là riêng ô tô này mà thủng lốp thì chắc chắn là phải hạ kích tiếp. Đấy, bởi vì là thủng lốp ngoài đường thì phải hạ kích tiếp thì mới về được gara để vá được. Nhưng tuy nhiên thì con này gần như nó chưa thủng xăm nhé. Chưa thủng xăm. Chia sẻ tới anh chị các bạn, chạy từ 2018 đến nay là loanh quanh 4 năm rồi. Mà lốp dép vẫn đẹp. Con này là thuộc thành phố đây. Chạy đường nhựa, đường đẹp. Đấy, thế nên là bác khả năng là bác chủ cũ may mắn chưa bao giờ thủng xăm.
Lốp chưa chạm đất bao giờ, kích tiếp vẫn bọc trong ni lông nhá. Vành vô lăng này quá mới, nó quá mới luôn, mới chạy có 5 vạn mốt thôi. Đấy, loanh quanh mà một năm chỉ chạy khoảng 1 vạn thì là quá ít. Màn hình Android 10 inch rồi. Đấy, củ số, điều khiển khóa vẫn 2. Toàn bộ táp ly này, tất cả những nút bấm này, tất cả những nút bấm này gần như nó chưa phai màu. Vào trong xe vẫn còn cái mùi nhựa mới nhá, mùi nhựa mới. Đấy, nó quá mới luôn. Hộp màu đỏ mà lại thích số tự động mà hơn 400 thì lấy con này cực kỳ tuyệt vời, không khác gì xe mới. Đây, máy đây, trắng phau luôn. Đây, những cái thành máy trắng phau này. Đấy, nỉ này, nỉ carbon chứ bẩn luôn. Đấy, xe quá mới, quá nhiều option. Con này nó chỉ thua bản bản full là cửa nóc với lại cruise control thôi. Còn lại vẫn đủ hết đồ chơi phụ kiện, vẫn đủ đầy đủ đèn bi này, giải led ban ngày, đèn liếc, bi pha, bi gầm, la răng đúc. Đây, lốp Hàn Quốc theo xe nhá. Đấy, thông số. Rồi, thông số rồi. Đây. Đời đây. Đấy, tuần thứ 25 của năm 2018. Đây, toàn bộ la răng này, toàn bộ áp phanh này. Xe quá mới, lốp vẫn còn dày bịch nhá. Lốp vẫn dày bịch. Một dàn lốp nếu mà chạy đường nhựa, đường đẹp nó phải chạy được chục vạn. Con này mới chạy được một nửa dàn lốp thôi. Đây. Đấy, riêng cái lốp này vẫn chạy được 4-5 vạn nữa. Nếu mà chạy đường đẹp. Con này thì lúc mua về nó sơn zin cả xe này, không một giọt sơn ta nào. Ở đây này, con này chỉ có mỗi cái đuôi gió này là đồ lắp ngoài nó phai màu này. Đấy, còn lại tất cả là sơn zin hết. Trừ mỗi con ốc đáy két te ra. Còn lại tất cả zin không vặn bất cứ một con ốc nào trên con xe này. 2018. Accent số tự động. Còn Vios mà màu bạc thì đợt này nhiều nhá. 16, 2016, 18, 17. Con này gọi luôn là 18 vì đăng ký lăn bánh năm 2018. Sản xuất thì năm 2017. Thì 2018 mới lăn bánh ra đường nhá. Đấy. Keo chỉ máy số zin. Chỉ cần mở xe đóng cửa vào, các bác có kinh nghiệm mua xe chỉ cần mở đóng cửa, nghe tiếng đóng cửa các bác biết là xe nó đẹp rồi. 2017. Đăng ký 2018 màu vàng. Con này thì em đang để giá công khai là 382 triệu. Con này nếu bác nào thiện chí thì xem nào. Giá công khai xem nào. 382 triệu nếu bác nào thiện chí nhá. Em để cho 375 triệu trực tiếp qua livestream này. Thế là nó sẽ giảm được 7 triệu. Đấy, giảm được 7 triệu. 375 triệu 2017. Đăng ký lăn bánh 2018 bánh trắng màu vàng. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới nhá. Một chủ từ mới, tức là 2018 nó mới lăn bánh. Thì con này giá công khai tại cửa hàng niêm yết luôn ở đầu xe là 382. Thì bác nào mà theo dõi livestream mà thiện chí con xe này em để cho 375 triệu. Đấy, hồ sơ rút rồi. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới luôn. Con ghét là 175 triệu. Là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Còn đây là con 2016 máy trắng màu bạc này. Con này thì em đang để giá công khai là, xem nào, vỏ mỏng tanh luôn. Máy trắng 368 triệu. Giảm luôn 5 triệu, 363 triệu. Một con xe mà 2016 máy trắng. Đối với bản máy trắng này thì không khác gì so với bản 17 và 18 cả. Form dáng y xì. Đấy, cũng lên máy rồi, máy trắng rồi. Đấy, 26 nhá. 2016 con này có cả bộ cảm biến lùi này. Đấy, độ thêm được cả bộ cảm biến lùi. Đấy, còn khuôn hơn 200 triệu thì còn con Atis 8 2009. Atis này thì nó là phân khúc C rồi. Đấy, Toyota thì không phải bàn về chất lượng nữa, riêng Toyota. Máy số chuẩn zin con này đây 2009 mà các bác nhìn thân vỏ này, xe nhà em chỉ cần nhìn qua thôi là biết nhà em dọn kỹ như thế nào rồi. Bởi vì là sẵn sàng một con xe mua về mà chưa dọn bớt 10 triệu cho anh chị và các bác. Đấy, thì phải khẳng định một điều là bao giờ cũng phải dọn mất hơn chục triệu. 2009 mà quá mới luôn, ngồi vào trong cứ ngỡ như là 2019. Đấy. Đây. Riêng Toyota thì con nào nổ lên lúc đầu nổ nó sẽ rất là to, kể cả là sang Fortuner nhá, Fortuner nổ lên lúc đầu to hết. Nó chỉ mất một phút thôi là nó sẽ im phắc. Đi qua không biết nó nổ. Đấy. Phân khúc C này. Chạy chục vạn, vành vô lăng này. Đẹp. Quá đẹp luôn. 2009, đây về độ sần này. Toàn bộ những cái giả vân gỗ này. Đối với Atis như em chia sẻ thì Atis với lại Camry thì nó sẽ lên vân gỗ rồi. Đấy, từ Tam Ly cho đến Yên Ngựa
ngựa này, phần yên ngựa này nó sẽ là vân gỗ. Đây, cốp dép này, đấy, cổng sạc này. Con này có cả thùng rác trong xe luôn. Đấy, loại này hút thuốc để gạt tàn. Đầu tàu sang, cảm biến lùi. Cốp đây. Đấy, cốp mấy ngăn luôn nhá. Atit phân khúc C, da ghế căng đét này. Đấy, đây. Đấy, phần để nước này. Đầy đủ hết. Lắp đậy phần da này vẫn da xịn nhá. Da xịn, da bọc của số vẫn da xịn theo xe luôn. Đấy, tầm khuôn 200 triệu lấy con này về chạy đẳng cấp luôn. Cái thời điểm mà 2009 thì bác nào đi con này thì chắc là chỉ có nhà giàu thôi. Với lại hoặc công chức thôi. Đấy, thời điểm này bác nào chạy con này nó cũng quá là bền. Bởi vì nó vẫn là Atit, bao giờ nó cũng đẳng cấp hơn rất nhiều so với dòng xe khác. Đấy, phân khúc C nhá, máy 1.8. Form dáng thì đẹp rồi. Nếu mà cái form cũ cơ, form cũ thì nhìn nó không được đẹp, nó không được thẩm mỹ, nhưng mà lên form này là nó đẹp rồi. Đấy, rất dài xe, chạy trường xe luôn. Đây đằng sau này nó còn có. Đấy, đấy, gạt tàn này. Toàn bộ ghế da nội thất đây. Đấy, toàn bộ táp ly này, quá đẹp luôn. Đấy, mở cửa ra nhìn vân gỗ cực kỳ sang trọng 2009 nhá. Kính vẫn còn zin hết luôn. Cái cả thông số trên kính này. Đây. 2009. Kính 9 này, tí này. Đấy, cả kính trước này. Đấy, zin hết cả bên kia luôn. Zin hết nhá. Keo chỉ nguyên bản, máy số zin. Con này thì vừa mới dọn sơn xong hơn 200 triệu. Chính xác là 285 triệu. Nếu bác nào thiện chí alo cho em nó sẽ bớt cho mấy triệu nhá. Cứ gọi cho em vào số 0977004888 hoặc đến trực tiếp km số 6 đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn. Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Đây xe em đây về là cả số khung số máy, con này mãi rút hồ sơ. Trừ mỗi biển 20 Thái Nguyên với lại biển Hà Nội thôi. Còn lại thì rút hồ sơ sẵn hết. Đấy, con này đang cà đây. ASEAN 2019 nhá. Đấy, con này cũng hot này. Con này chắc là bác nào nhanh thì mua được con này, không những chỉ vài hôm mà mất. Tầm khuôn 300 triệu mà chạy số tự động thì có lẽ là không có xe nào hơn được Vios. Quá bền. Form lẻ 10, la răng tăm, vô lăng méo, xe đẹp. Keo chỉ, máy số chuẩn zin lại màu đỏ phong thủy, màu này rất là ít nhá. Đấy, màu này cực kỳ độc luôn. Đa số cái form này nó toàn bộ là màu bạc. Form này gần như đa số là màu bạc hết. Lại biển Hà Nội nhá. Biển Hà Nội các bác có thể để nguyên biển để chạy. Đấy, cứ để nguyên biển này chỉ việc công chứng thôi. Nhà em sẽ làm công chứng ủy quyền cho nó, cứ thế là đi. Không phải làm gì hết. Đây con này mới dọn sơn xong này. Đấy, đây chi tiết này. Đấy, anh em sẽ công khai tất cả những cái phần xấu nhất. Đây cái xi nhan gương này ngày mai sẽ mới đét. Đấy, xi nhan gương này mới đét, dọn cực kỳ kỹ luôn, để ý từ những cái chi tiết nhỏ nhá. 2015 bản đủ, số sàn nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc 1.2, cốp dép rộng, keo chỉ máy số chuẩn zin. Rồi, cốp rất rộng luôn. Loại này mà có về mà chạy thêm khách, chạy dịch vụ thì đồ đạc mấy cái vali đút vào đây còn vừa. Đấy, bản lề đây. 25 này, 215 mà bản lề này. Toàn bộ phần nỉ cái cốp này và toàn bộ keo chỉ zin hết nhá, keo chỉ zin hết luôn. Đấy. Nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc, con này thì mới căn chỉnh thôi. Đấy, ngày mai thì thứ nhất là em nhìn thấy cái xi nhan gương là phải thay rồi. Và sơn gầm chống gì, dọn nội thất khoang máy, máy mới đét đi. Đấy, con này là ASEAN 19 số sàn đây, con này mới về. Xe vẫn về liên tục cho anh chị và các bạn nhá. Đấy, các bác cứ thích mẫu nào thì alo cho em. Cứ alo cho em là được. Ba con xe sau này là bán hết rồi này. Ngày mai con này thì nhận ra tên, sáng nay mới bán và sáng mai là giao xe luôn, có biển mới luôn. Đấy, ASEAN này mai cũng giao luôn sớm, hai con này là giao sớm. Còn con Vios 15, 20 bao tên, con này trả gần hết tiền rồi, 20 mới lấy. Đấy, các bác thích mẫu nào thì alo cho em nhá. Tất cả mẫu xe tại cửa hàng thì đều được giảm giá và đều được bảo hành hết. Sau đây thì em xin phép được kết thúc buổi livestream. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ.